Let's go. Xin chào toàn thể quý anh chị, quý bà con. Chúng tôi xin giới thiệu cho bà con đó là các sản phẩm quạt hút công nghiệp tại tổng kho thiết bị Hồng Phúc. Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu trực tiếp, phân phối, bán buôn bán lẻ cho các đại lý, các cộng tác viên. Vâng, quạt hút công nghiệp thì là một sản phẩm không thể thiếu cho các trang trại, nhà xưởng chuyên dùng thông gió, hút mùi, lấy gió trang trại, cấp gió tươi. Kho bên tôi thì chuyên cung cấp các thiết bị cho trang trại, nhà xưởng, khu chăn nuôi nhé. Vâng, bà con ai có nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm quạt hút mùi, quạt hút công nghiệp, tấm làm mát, máng ăn tự động, các trang thiết bị dành cho chăn nuôi lợn, gà, vịt thì hãy liên hệ trực tiếp đến kho hàng tổng kho thiết bị Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, bà con ai có nhu cầu về các sản phẩm thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp qua số 0973 143 996. Chúng tôi xin cảm ơn và mong được hợp tác cùng toàn thể quý anh chị, quý bà con. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng.